Câu hỏi số 5: trong họ nhà con có người chết vào ngày cuối tuần mà có tùng về nhà người chết đó tạo ra tiếng động lớn làm cho người nhà không ngủ được. Nếu nhà nào không mời được thầy giỏi về bắt tùng thì nhà này lại tiếp tục có người mất. Xin thầy giải rõ hiện tượng này. Cái này chết trùng biết rồi, cái này nó do cái nhân quả mỗi người. Giờ muốn không chết trùng dễ ở đem cái máy 24 mở tiếng vào của cái máy mà của ông Lâm với ai đọc hết tôi về rồi đó. Mở đi, mở từ đêm tới sáng, mở 3 đêm mà kêu có chết trùng không, biểu chết trùng không ra không. Chết trùng là do thực thi nhân quả. Bây giờ không dám vô làm sao? Đó. Rồi bây giờ nếu mà nói vậy thì mình nói là bây giờ tôi tạo công đức đi, tạo ít thôi cũng được. Thì cái ông nào dám thực thi nhân quả mình? Ông thực thi nhân quả là ông phải nắm được mình mới thực thi được. Chết trùng đây là cái nó có chứ phải không, nhưng mà đây là cái thế giới vật lý, thế giới nhân quả với nhau. Phải chị, cha chết con chết là do cái nghiệp á, nó kêu bằng động cộng nghiệp á, cộng nghiệp nó đến nhau nó sẽ xảy ra cái chuyện này. Muốn phá cái này, muốn phá cái này thì chỉ có thiền tông mới phá được thôi. Bởi vì mà nếu ai mà có coi cái thiền tông mà 11 của con Kiều không, 3 năm trời bị cột á, mà tại sao vậy? Nó lên đây nó có sức, nó có uống gì thuốc nào đâu mà nó hết. Tại vì đây là cái người ta không hiểu, đây là cái quy luật vật lý. Còn nếu mà nói về tụ cho một chết trùng á, giờ đi tìm được cái quyển kinh Quỳnh Đình á, kêu Quỳnh Đình đọc vô trong nhà tụng họ không có chết trùng, mà cái đó là nó đối trị của vật lý thôi. Còn nếu mà thiền tông không có vụ chết trùng, vô nó xóa hết cái nhân quả luân hồi, nó xóa hết, đừng có lo cái chuyện này. Thiền tông coi chứ nó có cái bài thuốc nó trị rất hay về âm, về nhân quả. Nhân quả tới nhân cái thiền tông mà mình hiểu đàng hoàng nó bỏ. Muốn gì? Muốn thực thi nhân quả phải nắm được mình thực thi mới được, con này không nắm làm sao thực thi. Giống như cái tòa án nó kêu đi, kêu mấy năm không còn biết mà ra phải có ông cảnh sát, vừa kêu ông cảnh sát còng tay mình ấy, thì mới dẫn đi ở tù. Ông kêu rồi dưới này không ai dẫn, ông ai dẫn mình thì mình đi tự do, thì làm sao có tù tội. Nhân quả cũng vậy, nếu mà có người thực thi nhân quả thì mình mới bị, còn không có thôi. Bởi vì đem những cái quyển sách, thứ nhất cái bài An Di Phật, nhà nào chết trùng đem An Di Phật vô đọc đi, đọc 3 ngày tôi biểu chết trùng đi, mời vô thi hành này chết trùng, không ai vô đâu, mới vô được đâu. Đừng có lo cái này, tại vì bình thường không biết thì bắt buộc phải cúng, nhưng mà cúng không ăn thua gì. Cúng mà gặp được cái ông nào mà có cái quyển kinh Quỳnh Đình đó thì cúng an toàn, cũng là cứu vớt được 30% thôi, phải đúng cái quyển kinh đó. Còn nếu mà không có quyển kinh đó mà đập theo cái cô Kiều đập xưng mỏ xưng mồ không ăn thua. Đó, rồi hỏi tiếp đi.